Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, mạng xã hội đã vô cùng xôn xao chia sẻ thông tin về sự việc một người phụ nữ 35 tuổi bị tố có hành vi dâm ô với nam sinh 14 tuổi tại thành phố Thủ Đức. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Theo đó, vào tối ngày 3 tháng 5, một tài khoản Facebook có tên QTT đã tố cáo một người phụ nữ 35 tuổi vì hành động bắt nhốt dâm ô nam sinh 14 tuổi ngay tại nhà riêng của mình. Trong bài viết của mình, người này cho biết cụ thể vào ngày 1 tháng 5, người phụ nữ tên H rủ nam sinh tên D 14 tuổi đến nhà riêng. Sau đó, H có hành vi giam giữ và dâm ô với nam sinh này trong phòng ngủ. Nam sinh sau đó đã kiệt sức, thậm chí là bị chảy máu vùng kín. Đồng thời, người phụ nữ kia đã bỏ trốn khi gia đình nam sinh biết được sự việc và trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi đăng tải bài viết, thì vụ việc này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý và chia sẻ từ dư luận, cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, tài khoản QTT đã gỡ bỏ bài viết này trên trang cá nhân. Và ngay sau khi trao đổi với công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về sự việc này, thì đơn vị cho biết đang làm rõ thông tin đăng tải trên Facebook về sự việc người phụ nữ 35 tuổi dụ dỗ nam sinh 14 tuổi đến nhà để thực hiện hành vi dâm ô. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, công an chưa ghi nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, bài đăng gốc do tài khoản QTT chia sẻ đã bị gỡ khỏi trang cá nhân của người này. Chúng mình là X News và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.